Leon, Game On đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Sao mẹ nói mẹ gán để dành tiền lo cho tụi con? Trời ơi, một cái đêm của những người vô gia cư, những người không nhà không cửa. Qua em đấu tranh tâm lý rồi. Yeah. Em ngủ khổ giữa chừng, em thấy mệt quá, em định bắt xe về nhà tặng một cú tuyết tập ngủ. Chứ em chịu hết nổi rồi hả? Em chịu hết nổi rồi. Ơi, nói gì nữa? View triệu đô. Wow. Trời ơi, cái view kìa. Chiều mình đi bộ ra qua đây mình mua sắm được không? Được. Vô đây coi coi nghệ sĩ hát. Coi buổi hòa nhạc đi. Rồi, ngoài này nóng lắm, vô trên này nó mát đi. Thích quá đi. Dùng nha. Dùng ít nha. Tối ra đây ăn trái chuối à? Ngắm đường xá. Nhà người ta không phải nhà mình, tụi con đi về đừng để tao nói. Mẹ mà con khoái nhà chú Giang hơn. Nhà mẹ nghèo quá. Đi. Đi thôi. Trời ơi, ồn vậy sao ngủ? Ồn cái gì? Trời, đúng ngày không đem tai nghe. Anh cũng vậy. Trời, tối nay là đắp chiếu luôn đó anh ơi. Làm sao có cái gì vậy? Wow. Sao mẹ nói mẹ gán để dành tiền lo cho tụi con? Ồn quá ha. Trời ơi, sao mà trời ngủ? Trời ơi, sao mà ngủ đây? Trời ơi. Sao mình thua nhiều vậy ta? Xui thôi. Xui. Múa lần, múa vậy mà thầy không mê. Thầy kêu thầy kêu múa hả? Thầy nói là hả, ông Lân bên đây vui hả? Lộn con, ông Điệm đây vui không? Điệm kia trầm mà thầy vẫn chấm. Không, thầy chấm ông Lân bên đây nữ tính quá, không chịu. Ủa nhưng mà đâu có múa gì nữ đâu em. Có. Em có múa em nữ. Có lá không nhiều lắm. Ai hả? Lân của em nó động. Thôi, mình ngủ thôi. Ngủ thôi anh ơi. Ngủ thôi. Cố gắng. Rồi, cảm ơn camera, chúc camera ngủ ngon. Cái này cách âm cũng tốt quá ha. Ừ, cửa đó cửa hiện đại sau này mà. Mọi người thấy không, cái kiến trúc của Đông Dương hồi xưa là giường nhẹ nhàng, kiến nhẹ nhàng, rồi tủ nhẹ nhàng vậy đó. Gọi là thanh lịch đó anh. Gọi là Indochine á. Mà là nó trường tồn với thời gian. Vậy là chúng ta mất một camera.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dừng lại đi. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đêm qua mọi người ngủ ngon không ạ? À? Đau lưng quá. Đau lưng em bị đau lưng quá. Ngủ vậy đau lưng quá. Thật ra chỉ bị đau thôi nhưng mà ngủ được đã. Tối cái em bị mơ, em bị mất vàng. Em tự đâu có trong đầu có vàng, nó giật mình vậy. Mà không, chỉ là giấc mơ mà thôi. Rồi nhà giàu thì sao ạ? Ba anh em tôi vô ngủ rất là ngon. Dạ, ngủ ngon vừa phải. Anh Giang ngủ lúc 11:37. Rất sớm. Sau 12 giờ mấy anh mới dậy một chập. Đó, một chập cho ngủ lại. Lúc đó thì em ngủ luôn rồi. Em thì cũng chằn chọc như mọi khi thôi. Thôi đi. Em bất tỉnh nhân sự ngay từ ban đầu. Nhưng mà Rich Phan nói là Rich Phan một phát một tới sáng luôn là mừng rồi. À, vô để rót ra đi luôn cái giờ luôn. Cảm giác của mọi người như thế nào khi mà nhà mình thì ở thành phố nhưng mà cuối cùng mình lại thức dậy trong một cái khách sạn giữa trung tâm thành phố? Hôm qua vợ tôi nói ủa, quay thành phố Hồ Chí Minh mà cũng ở lại sao không về nhà với vợ con? Tôi nói ủa đi quay mà. À, kỳ á, cái kiểu như là à, ở cứ ở đây á là phải về nhà ngủ đúng không? Còn ở tỉnh thì ở lại. Đúng rồi. Em mở cửa ra thấy là lần đầu tiên á, 36 tuổi đầu mà tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Là mở ra để nhà hát lớn thành phố. À, quá đã. Ở dưới mà có mấy bạn đang coi gì gọi là chụp hình chụp hình. Xong rồi có một số bạn đợi mình dưới anh. Sao nãy anh thét lên một câu đó, dừng tại đi. Mà người ta chụp đám cưới. Mà anh chưa nói buông bỏ đi nữa. Xong chưa? Còn đối với bên tụi em thì tụi em cảm thấy nuôi dưỡng trái tim yêu thương hơn. Bởi tụi em đã trải nghiệm một đêm của những người vô gia cư, những người không nhà không cửa. Qua em đấu tranh tâm lý rồi. Em ngủ khổ giữa chừng, em thấy mệt quá, em định bắt xe về nhà tạo một cú tuyết tập gối. Chứ em chịu hết nổi rồi. Em chịu hết nổi rồi. Rồi buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ tập thể dục nhẹ nhẹ ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ thay đồ đi đến một cái điểm nơi mà các bạn có cơ hội lật ngược thế cờ. Lật ngược thế cờ. Rồi bây giờ xin mời âm nhạc để cho các bạn tập thể dục. Đi anh ơi. Anh chở mình đi. Đâu khổ đâu, đâu bị gọt luôn, đâu bị gọt luôn. Mình phải tập cho nó sang chứ mình dân có tiền mà. Dân sắp đi hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đồ ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển. Rồi đi. Mát quá anh ơi. Trời ơi, tóc anh nhiều quá, thao đầu quá. Hey, cutie. Ủa, đừng nói là mấy bạn này ngủ chung phòng với mình nha. Không nha. Em không đồng ý ngủ chung với đại đội thua cuộc. Ồ, nàng tiên cá. Có đi ra không? Tôi bắn nước à. Thôi anh ơi. Ơi, có dưỡng tóc không? Trời ơi. Thôi, làm coi. Nhảm nhí nó xong rồi. Ủa, chúng mình ngủ đâu anh em? Làm tiếp đi. Cái phòng em đây cũng được. Anh ngủ như hình khổ. Em xí cái phòng này nha. Phòng này của em nha. Cái này là nhà chờ xe buýt mà. Em ở đây. Vậy em chui vô đây ngồi được không? Được. Trời ơi, view đẹp quá. Ê, có lan can nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi. Là tụi em ở lan can á. Trời ơi, trời kìa. Trời ơi, giờ vẫn còn chờ. Về đi tụi con, khuya rồi. Anh em ơi. Chúc mừng năm mới. An khang thịnh vượng. Dạ, an toàn nha. Sao có chuyện gì mà bước vô nhà tôi vậy? Lộng hành quá vậy? Anh ơi, không phải cho em góc nhỏ này được không? Em ủi dưới đất cũng được. Không à.
Anh ơi, anh căng cơ cho anh massage mấy lần cho anh. Dì ơi, tối nay dì cho con gọi là massage chân cho dì. Rồi. Căng cơ ok lắm. Đừng xin sợ. Em căng cơ ok. Đi ra. Nhưng mà để tình em căng cơ, mọi người có massage dai. Rồi em massage ok lắm. Cho em. Xong rồi về đi. Rồi. Cái gô rồ. Không phải đâu. Nè, cái gô rồ đây là mình ngủ đây chứ nữa. Trời ơi, ngủ đây chết anh ơi. Được không? Thôi, đừng ngủ đây đâu. Trời ơi, cuộc sống à. Đâu biết trước được điều gì. Không ai biết được chữ ngờ đâu em ơi. Chắc gì ngủ ở trong đây mà ngon anh ơi. Đúng, tôi dám hả, cho cái máy nóng lạnh nó bị hư, cái lạnh nó nóng khổng da. Hư đổi phòng nha. Trời, nó không hư gió không anh em ơi. Chết ngợp. Trời ơi. Có toilet không? Trời ơi, đâu? Ở đâu? Không có. Ý, cái phòng này không ai ở, mình có thể xin đi ngủ kế được không? Ê, toilet ở đâu ta? Không có rồi. Nó chỉ có cầu thang thôi. Gió luôn anh em ạ. Gì vậy? Đâu em thử chuông à. Thôi đừng làm phiền, đi ra cho người ta ngủ. Anh ơi, cho em ngủ khúc này em được. Đúng rồi. Thôi đi ra đi. Cho em ngủ trong bồn tắm nó đi. Sao chua đuổi quá vậy? Ôi, trời mùa đông tôi biết đi đâu giờ. À, trời mùa đông hả? Tình người. Mình thắng từ đầu mùa cuối mùa. Xui. Game cuối xui. Tại ai? Và đó chỉ có mặt tại chương trình 2 ngày 1 đêm. Tự do, tự lo. Yeah. Ơi, mệt quá. Tự nhiên giờ phải ngồi đây rồi có đá banh rồi nằm trên sofa rồi mệt. Rồi bia ha. Không biết ở ngoài hành lang thì có kiến cắn không. Trời ơi. Dung. Vô đi. Dung. Uống bia đi nào. Cái việc mới sướng nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi ha, ngồi nhâm nhi với bạn bè, với anh em, với gia đình là không có gì mới thú vị bằng. Vô, chúc sức khỏe cho những người bên trong và sẽ khuất cho những người bên ngoài. Hả, sẽ khuất. Sức khỏe là sẽ khuất đó, mình phải chơi chữ chứ. Trời, em bận cái đồ này là giống như là cậu ba vậy đó. Mà sao mấy người kia không có vô phục vụ em vậy chứ. Y như ngọt ghê ta. Ngon ha. Ngon ghê. Đó. Trời ơi, chấm từng ớt nữa. Trời ơi. Sướng dữ vậy trời. Đi làm mà tưởng đi chơi không á. Tại do mình chơi giỏi á. Quá giỏi đi. Sáng giờ các bạn đã mang về nhà được những gì rồi? Dạ thưa, tôi mang hết tất cả Tết về nhà. Tôi mang nỗi nhục đó là anh Kiều Minh Tướng chuyển đổi của tôi. Mình đã nói rồi, khi nào cần thắng thì mới thắng. Mấy kia lèo tèo anh á. Bao nhiêu năm về nước, khung cảnh ở đây thật là lạ. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ đón cho chúng ta ngủ ngoài đường. Làm chim coi, làm chim coi. Giờ sao? Giờ cũng được đâu. Thôi mà xuống mình nằm thử đi ha. Nằm thử đi anh. Chạy đi. Được không? Đi coi đặng coi sao. Ê, không được nha. Mình nằm ở đây mà cái đầu 705 sợ lắm. Nhưng mà nếu mình nằm ngược ở đây không được luôn là... Trời ơi, sao cái hướng nào không được vậy? Mà bây giờ mình nằm ngang vậy là lỡ mà ngày mai những cô phục vụ phòng cán qua bước qua. Ủa? Mấy đồ thôi sợ lắm. Ê, giờ sao giờ? Sợ lắm. Mà ở đây tôi nghĩ là ở đây không có một hiến gió luôn á mình. Hay là bây giờ mình xin vô đi.
mình xin. Nhưng mà giờ xin sao? Họ kiên quyết quá. Họ gọi là họ thù dai, thù dặt. Bây giờ phải biến hóa thành một người khác. Biến hóa không được. Vì bây giờ máy quay hãy chờ chúng tôi. Khoảng 5 phút nữa tụi tôi sẽ xuất hiện. Hãy chờ chúng tôi nha. Các con qua đây mẹ bảo. Dạ. Bên kia có cái chỗ để mà mình tá túc, hay là bây giờ mình qua đó xin đi. Dạ mẹ. Chị ơi, dù em mà không nhảy vậy hoài vậy. Tại vì hai chị em mình bị đau chân cho nên phải nhảy như vậy, chứ không có ý gì đâu. Nhưng mà em bị đau hơn. Đi thôi. Cứu tôi, cứu mạng tôi. Cứu đi. Cứu mạng đi. Không có chỗ. Ba mẹ con này đã đi 49 ngày rồi. Không ăn, không nước. 49 ngày. 49 ngày. Thầy giống Halloween quá vậy sao? Thôi mà. Phục vụ mấy anh đi con. Dạ. Để em phục vụ cho anh. Phục vụ cho anh xui đi. Cho tụi em tá túc ở đây một đêm. Đúng rồi anh xui ơi. Hai đứa em cực ngủ quá. Đi. Ngủ đây nha. Ở tụi hai ngủ kìa. Đó. Trời ơi, anh xui. Mở nghe cái gì vậy? Anh cho, chị ơi, sofa cũng được, cũng gọi cái show cái pha. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Em có phục vụ không? Hả? Tôi chỉ phục vụ cậu ba. Cậu ba đấy mẹ. Đó trời. 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 Wow. Ồ, tham quan, tham quan, tham quan. Một phòng hai người. Hai người. Trời ơi. Bên nữa. Trời ơi, ê hề. Trời ơi. Ê hề nóng, ê hề nóng nha. Trời ơi. Nóng nảy nha. Trời ơi, nóng không, nóng không? Bí bí, trong đây bí, bí, trong đó bí thôi. Vô thiệt. Vô thiệt. Vừa ngủ là vừa coi như là thả trôi luôn. Thả trôi luôn. Bỏ vé ra ngoài đây nha, trước khi vô nhà nha. Ê này giống như có nhà chầu. Không giống cái sân khấu quá à. Đúng rồi, mở tuồng nào hát đi. Rồi chơi luôn. Chơi nha. Chơi luôn. Nếu buồn thì ra đây ngủ chơi. Không em vui, em vui. Không em vui, em vui. Ok. À, con xin phép đặt ở giữa em Jenny của con nha. Ghê ghê ghê. Hôm nay đấu thua đi mẹ, nó được ngủ ngon nè. Nó xui từ cái trận Phú Yên rồi. Đó là do qua tay của ba đổi giận là đó. Hả? Ngoài gì sân khấu á. Ờ, tiểu phẩm ngoài hả? Ngủ vậy đó. À. Em ngủ với Hiếu thứ hai hả? Em muốn chọn kép nào? Kép già. Em chọn anh hay là Hiếu thứ hai? Quỳ à. Đi thôi. Chết, ngủ khu này ồn lắm đó. Ngủ khu này ồn lắm đó. Chấp nhận hả? Chạy cái miếng lót ra đã. Dạ. Làm đi mấy đứa. Lấy ra đi. Năng động lên. Hai cái chập vô đúng không? Rồi hai cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Cha cứ đứng đó. Đúng rồi. Cha cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, hai nô tỳ này làm đi. Thua là tại hai người đó. Đó. Hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé Danny của anh ngủ ở đây. Phụ kế anh. Chú ơi, bung bụng xuống em ơi. À. Bung chứ. Ủa, chết mình sinh người luôn em. Đó. Trời ơi. Quá đã, tém mùng vô em. Khu nhà em ngủ mệt không giờ, ngủ mùng giờ chiếu.
À, hồi nhỏ em có ngủ thôi chứ lớn lên em đâu ngủ đâu. Ở đây có bạn nè. Được cái quạt không chạy luôn, ở tắm điện đâu chạy. Ok. Trời ơi em ấy. Rồi thôi ngủ rồi. Ôi trời ơi, phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Ừ. Bắp ơi. Hey. Đã ha. Bắp ơi bắp. Ờ. Trời ơi. Ngữ ơi. Em nghe. Ai vậy, ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Phạt 300 hả? Ờ bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Tôi mà, tôi mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị Sáu. Anh Giang làm gì? Anh Giang làm gì em? Sao em? Anh nói đi, em. Tụi anh làm chủ cho em đúng không? Anh không làm gì hết, em mới chém. Trời ơi. Xuống qua đi ngủ không? Ngủ đây không? Còn cái hầm như này nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Cú chi la đinh mơ la đinh mơ la đinh. Ngái dữ lắm hả? Ngái dữ nha, ngái ba đời nha. Ba anh đời về luôn. Một ngái sao mà vậy? Trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh gì nè, hai bên là cây 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 không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta. Nó mà cứ hễ đi mà ngang con đường là vườn cây vườn gì? Trồng cây me. Vườn trồng cây khác nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm. Thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á là luôn bị chọi me xuống, mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì á, ông ngoại em mới coi, người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cái me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, nguyên cây me máu không, nguyên cây me máu không là máu me. Sợ cây me có máu là máu me. Máu me ổn đi, ổn đi. Ủa anh Sáu, chồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén đó. Anh ngái chưa? Anh ngái rồi. Anh ngái rồi đó. Tôi có bỏ cái viên thuốc mê. Đây, bây giờ sao mình tém cái mùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi đi mà cực vậy. Tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi ra. Chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa. Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng kiếm mà đi vô đi. Chồng kì la đó. Nè, cái dây rúng không chị? Ê, nó chứ tối khỏi văn mùng được không? Nó nóng rồi. Ngày không sao đâu. Trời ơi, nó thiêu anh chết luôn á. Chị đâu chết rồi, tính tiếp. Ở đây trời trời thoáng mà. Mình vô mình đâu. Cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây có quạt ngủ đây. Ngủ cho anh em về ngủ đi. Không. Đây qua kia ngủ đi. Trời nóng. Là đưa cái này lên. Ok. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi, ấy xuống. Nó bị ấy rồi, ấy xuống. Thôi cứ ấy đi rồi chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi, ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lắp la lắp la lắp la lắp lắm, thấy không? Đây là chuyến xe giường nằm vậy chị? Chuyến xe giường nằm. Đúng thời gian nha. Giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Ngồi sao ngủ hả? Một ngồi anh. Một ngồi đúng rồi à. Đâu? Thôi ấy gì vậy? Anh dễ ngủ á, nằm cái ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngồi sau đó. Trời ơi, chính là... Yêu bên tôi.
Ngủ đi, mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Ồ, goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Lên 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 lên. Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.